Xin được hỏi tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy là ông có thể cho biết bệnh đái tháo đường là gì và những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bệnh lý này không thưa bác sĩ? Vâng, đái tháo đường người ta định nghĩa là tình trạng tăng đường huyết mãn tính kéo dài ở trong máu. Và chúng ta đều biết là để kiểm soát đường huyết, giữ cho cái đường huyết nó ở trong giới hạn bình thường thì cái có một cái nội tiết tố do tuyến tụy tiết ra là insulin. Thế thì bất kỳ một cái nguyên nhân nào mà gây giảm tiết cái nồng độ insulin hoặc là cản trở hoạt động của insulin thì đều dẫn đến đái tháo đường. Uh, có hai cái loại đái tháo đường như uh, các bạn vừa chia sẻ thì đái tháo đường tiếp 1 là cái tình trạng mà thường gặp chúng ta hay gặp ở các trẻ em và thường xuất hiện sau những cái đợt mà bệnh nhân uh, bị những cái bệnh lý về cảm cúm hoặc là sốt hoặc là do các loại virus, sau đó cơ thể nó sinh ra các kháng thể nó tấn công vào cái uh, tế bào beta tiểu đảo tụy phá hủy các cái cơ quan sản xuất insulin dẫn đến thiếu insulin. Thì thường cái đặc điểm của cái thể này là diễn tiến rất là nhanh và thường gặp ở người trẻ tuổi. À, cái đáy đường tiếp 1 thì nó chiếm khoảng độ 2 đến 3% tổng số bệnh nhân đái tháo đường. Cái loại đái tháo đường thứ hai mà nó phổ biến hơn, đấy là đái đường tiếp 2 gặp ở khoảng độ 80 đến 85% tổng số bệnh nhân đái đường. Thì nguyên nhân chủ yếu đấy là cái hoạt động của insulin nó bị cản trở hay chúng tôi còn gọi là tình trạng đề kháng insulin và nó hay gặp ở những người mà thừa cân béo phì, đặc biệt là những người béo bụng có rối loạn mỡ máu. Uh, và khi mà insulin nó bị cản trở hoạt động thì cũng dẫn đến là cái hậu quả của đường máu tăng cao. Tôi cũng muốn nhấn mạnh một cái định nghĩa mà chúng tôi là những người làm bác sĩ lâm sàng rất là thích và rất là mong muốn truyền tải được đến cho khán giả, người ta định nghĩa đái tháo đường là một cái tình trạng mà tử vong sớm do nguyên nhân tim mạch kèm theo mù và suy thận mà do nguyên nhân là tăng đường máu tức là chúng ta người ta nhấn mạnh là các bệnh nhân đáy thao đường nếu chúng ta không kiểm soát tốt thì nguy cơ bị tử vong rất là cao hoặc là bị các biến chứng đặc biệt là những cái biến chứng rất đáng sợ đó là mù và suy thận Dạ vâng ạ, hoặc là có thể nói ngắn gọn hơn là các chuyên gia sẽ luôn luôn nhấn mạnh là phải cẩn thận với đái tháo đường bởi vì nó có thể nguy hiểm đến tính mạng đúng không Đạ. ạ? Dạ vâng ạ, vậy thì những nguy cơ từ bệnh này ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào và bệnh thường có các triệu chứng cụ thể ra sao thưa bác sĩ? Vâng, đầu tiên là nói về triệu chứng thì chúng ta lại phải phân biệt là nếu đái đường tí 1 thì triệu chứng tương đối là rầm rộ. Đa phần các bệnh nhân đái đường tí 1 thì trong vòng 2 3 tháng là các triệu chứng nó rất là rõ, bệnh nhân có triệu chứng ví dụ như là khát nước tiểu nhiều, gầy sút hoặc là mệt mỏi và phải đi khám viện đến viện ngay. Nhưng ngược lại thì bệnh nhân đái đường tí 2 là cái nhóm mà chiếm đến 80 đến 85% tổng số bệnh nhân đái đường thì lại đa phần là không có triệu chứng gì cả. Bởi vì tại sao? Vì cái đường máu nó tăng nó từ 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 ra bệnh nhân hoặc là người ta thích nghi được hoặc là người ta nghĩ là những cái thay đổi nó nhỏ nhỏ thôi mà nó không ảnh hưởng chất lượng cuộc sống và người ta không đi khám cho đến khi là cái đường máu nó tăng rất cao và bệnh nhân nhập viện có thể trong tình trạng cấp cứu do đường huyết quá cao hoặc là bị các cái biến chứng của đái tháo đường. Thế thì uh, các cái biến chứng của đái tháo đường thì uh, người ta chia ra các biến chứng cấp tính và mãn tính. Biến chứng cấp tính là đường máu nó tăng cao quá À, gây ra nhiễm toan hoặc là mất nước quá nhiều và bệnh nhân bị rối loạn hoạt động của não dẫn đến hôn mê. Thế còn một nhóm biến chứng thứ hai rất là đáng sợ đấy là các biến chứng mạng tính thì nó có thể tấn công vào các hệ thống mạch máu và thần kinh. Ví dụ như chúng ta thấy là nếu tấn công vào hệ thống mạch máu thì có thể gây mù này, suy thận này, tấn công vào hệ thống mạch máu lớn ví dụ như là có thể gây ra đột quỵ tai biến máu não hoặc là nhồi máu cơ tim hoặc là bệnh nhân có thể bị cắt cụt chi dưới do lét chân thế còn một cái nhóm biến chứng thần kinh tức là bệnh nhân có thể bị tê bì uh, mất cảm giác và đấy cũng là những nguyên nhân rất là quan trọng dẫn đến các cái vết lét bàn chân uh, trong số các biến chứng của đái tháo đường thì uh, các cái biến chứng mạch máu lớn rất là đáng sợ bởi vì nó là thủ phạm chính của các bệnh nhân uh, mà dẫn đến tử vong bởi vì người ta thấy rằng là uh, cái biến chứng mà uh, tim mạch đã, thì người ta nói là 80% bệnh nhân đái đường sẽ có biến chứng tim mạch và 80% bệnh nhân đái đường sẽ chết do biến chứng tim mạch. Và một năm thì theo cái thông báo mới nhất của Liên đoàn đái tháo đường thế giới thì ở Việt Nam chúng ta có khoảng độ 57.200 ca tử vong do đái tháo đường. Tức là chúng tôi tính trung bình mỗi một ngày là có khoảng độ 160 ca tử vong do đái tháo đường ở Việt Nam chúng ta. vâng ạ, bộ con số có thể nói là đáng giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt Colos Blue Care, sữa non hỗ trợ miễn dịch cho người đái tháo đường, giúp ổn định đường huyết với Cro và hệ đường tiên tiến, có GI thấp, hấp thu chậm, hỗ trợ tăng cường miễn dịch với sữa non nhập khẩu từ Mỹ, cùng 39 dưỡng chất giúp phục hồi sức khỏe. Colos Blue Care, bổ sung omega 3, tốt cho tim mạch, phòng đột quỵ, dầu chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, tăng hấp thu, sử dụng 2 ly Colox Glucare mỗi ngày cho bữa phụ hoặc bổ sung thêm vào bữa chính giúp kiểm soát đường huyết cho người đái tháo đường. Colox Glucare giải pháp dinh dưỡng cho đường huyết cân bằng, miễn dịch vững vàng.